là chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ngọc Vân. Xin chào chị Ngọc Vân ạ. Tối ngày hôm nay thì hiện tượng thời tiết đó chính là siêu trăng lớn nhất cho năm 2022 sẽ diễn ra, thì không biết là thời tiết thì có thuận lợi cho chúng ta có thể chiêm ngưỡng hiện tượng này không ạ? Vâng, Mạnh Dũng, không phải là nơi nào trên cả nước cũng có thể dễ dàng ngắm được siêu trăng đâu ạ, bởi chúng ta đang trong chuỗi ngày mưa dông. Vào lúc 1 giờ 38 phút sáng mai, kích thước trăng sẽ to và sáng nhất, mặt trăng sẽ gần trái đất hơn khoảng 33 km so với khoảng cách trung bình thông thường. Đây được xem là siêu trăng lớn và sáng nhất trong 3 đợt của năm nay. Tại thủ đô Hà Nội, với đặc điểm mưa không đồng đều xuất hiện ngắt quãng thì chúng ta vẫn có thể tranh thủ ngắm được trăng vào những lúc mưa tạnh. Trong đó khoảng thời gian từ giờ cho tới 22 giờ sẽ thích hợp hơn cả vì theo dự báo là ít khả năng mưa. Thành phố Hồ Chí Minh không phải là nơi lý tưởng để ngắm được siêu trăng bởi dự báo tối và đêm nay trời sẽ nhiều mây, có mưa dông rải rác. Tuy nhiên mưa sẽ đem lại cho thành phố một buổi tối mát mẻ, nhiệt độ lúc thấp nhất ở vào khoảng 25 độ. Còn bây giờ xin mời tiếp tục chương trình Chuyển động 24 giờ.